Xin chào các bác. Hôm nay chủ nhật, dậy từ rất sớm các bác để chuyển cái cây lộc vừng này sang cái hang bên kia. Sau đấy lấy cái chậu tròn này trồng cái cây xanh Nam Điền mua ngoài kia. Đi các bác xem. Nhưng mà có một cái muốn chia sẻ với các bác. Hôm nay là không video không phải nói về cái chỗ độ đẹp của cây, hay là cây nào đẹp, cây nào xấu, hay là cây gì, mà là chia sẻ một cái cách mà tôi một mình chuyển được một cái cây từ chậu như này. Cây rất to nhé, không thể nào mà bê được đâu bác, ba bốn người bê được, thậm chí là không nhấc được lên đâu đấy. Và nó mọc rất là lâu năm ở trong cái chậu này rồi, thì làm sao một mình chuyển được sang cái bên kia. Tất nhiên những cái dụng cụ nhà quê hay là thành phố tôi không nói, thì các bác tùy các bác sáng tạo và chuẩn bị thôi. Nhưng mà tôi nói đến cái cách của tôi, những cái đồ mà tôi có và không cần dùng đến máy móc hay nhờ đến một ai cả, ở nhà không có ai đấy. Thứ hai là giới thiệu của bác là trồng để chuyển một cái chậu sang. Ở quê tôi thì không phải là làng nghề cây cảnh gì, mua những cái chậu rất là khó, mà tôi muốn tận dụng những cái chậu này. Tạm không bàn đến độ đẹp và xấu của cây và của chậu bác nha, hôm nay là cách làm thôi. Đấy thì tôi muốn chuyển nó sang cái chậu kia, cái vuông kia. Còn cái chậu này để trồng cây xanh. Kêu và hì hục từ sáng để cắt bỏ đất ở xung quanh. Cắt bỏ đất xung quanh rễ nó bệt, gần như hết đất, ăn hết đất. Thì nó rất là chắc. Cắt xung quanh là phải bẩy mãi nó mới lên được như này. Sau đó tôi lồng một cái quê gọi là xe bò ấy, để tôi mách nó sang. Ý định của tôi là mách cái gốc này sẽ đứng lên cái tấm ván này, và tôi kéo cái xe này để bánh ấy. Tôi kéo để tôi chuyển sang bên kia với một mình tôi thôi, nên là tôi phải dùng đến sức mạnh của mấy cái đòn bẩy này với lại con lăn. Nguyên lý của con lăn với đòn bẩy các bác, tôi dùng những cái gậy tròn này, gậy tre tròn dài này, vừa bẩy vừa tời lên từng tí một các bạn. Thì tôi mới lên được một tí rồi, thấy nó khả quan. Quay lại để các bác xem nhé. Các bác nào thấy hứng thú thì về có thể thực hiện theo các bác nhé. Tôi làm xem nào. Đây này các bác, dùng những cái gậy tròn như thế này, nó mới lăn được này. Đây là cánh tay đòn nó dài mà, thì đỡ tốn lực. Để giữ được cái chậu kia, chậu xi măng các bác, nó không có gì chắc chắn đâu, thì bẩy hết sức nhẹ nhàng từ từ đấy. Mục tiêu của mình là giữ lại cái chậu, mà không thì đập đi thì nó đơn giản quá.
Bác xem nó đang dịch chuyển lên này, tay nọ tay kia thế mà lên đấy. Nhiều khi cả nghệ thuật các bác không không nhiều khi các bác không nghĩ đến đâu, các bác sẵn may móc thì không nói đấy. Một cách thổ dân các bác. Cái con lăn kia kìa, con lăn tròn tròn kia kìa đấy, để đấy làm con lăn các bác, nó phải tròn. Giờ sang bên kia, bảy bên kia tí cho Tuân. Được con nửa đấy. Đấy. Lên này đấy, đấy bác nhìn bầy này. Xác định là mình cứ từ từ thông thả bác. Chỗ kia, chỗ đít chậu kia. Tôi chèn cái chân của cái xe kia rồi, không sợ vỡ. Đấy, vì khi mình bênh lên, cái phía mép chậu nó nặng, nó sẽ kênh chậu hoặc vỡ chậu, nó chèn rồi. Đấy. Hoàn toàn là những vật dụng tự kiến các bác, quan trọng mình có cái ý tưởng ấy, mình thực hiện một mình mà không còn cách nào khác. Gọi là phụ nữ hay trẻ nhỏ thì mình không nhờ rồi, mình không nên nhờ. Ở đây rất phức tạp, nhiều khi nguy hiểm. Giờ khi tôi này sẽ nên quay ngang con lăn này ra. Giờ hơi một cái là phía đằng kia cái chậu với những cái cây phía đằng kia rất vướng thôi, chỉ làm được chủ yếu là phía bên này nên rất khó. Tất nhiên là mình biết là vẫn làm được các bạn, quan trọng là mình phải dám làm đấy. Quay ngang con này ra đây. Chèn một tí nữa cho chắc.
Nói là một mình làm thì không hoàn toàn đúng, nhưng mà có cái lúc đầu mà tôi khoét những cái đất ở chân này ra để bẩy nó tách lớp ra khỏi chậu thì cần nhờ người, nhờ bà xã giữ cho cái chậu, thì tôi đu lên cái gọn kia bẩy lên chứ lại chỉ một tí thôi. Tay nọ tay kia nhịp nhàng tí một, không cần nhiều. Vấn đề là đứng được sang bên kia thì rất là nhanh, bên kia rất là vướng cái chậu kia, tay đòn thì dài. Phía bên kia nó đang bị thấp vì nó không có cái đòn chống. Tôi nghĩ là cần một cái này mách cái đầu lên. Nguyên tắc đừng qua đây để sập nó nhé, không luồn được cây vào nữa. Không luồn được cây đòn vào. Đằng kia vướng quá. Không lên được. Đổ vào máy quay thì chết. Đấy. Chắc chắc ở đây tí các bạn. Đỡ vướng. Đây. Đây là vườn đây. Liều kiểu rất lâu năm ở đây.
Đấy. Bác nhìn này, hoàn toàn đã nhấc khỏi rồi, không bị trậu rồi. Đấy. Nhìn nè. Đấy, bác thấy chưa? Đấy. Đấy. Gầm nó đây. Chỗ xe kia. Cây này khá to cao quá. Chú ý nhá, xem nó lên xe như nào tôi cũng chưa biết đâu. Xem nhá. Hơi sai lầm khi mình rút cái kia tay đoàn đi ra sớm quá. Ủa thôi.
cứ thông thả thôi, kiểu gì nó cũng lên. Thêm thì nữa không có rơi. Cũng mệt đấy các bạn. Đấy, được nửa già rồi. Còn tí nữa. Nhưng cái đoạn này mới là đoạn khó, bởi vì là trên cái sàn này là hết tay đòn tròn rồi. Đấy. Đấy, cẩn thận nghịch dao giết nắm dao kéo cổ cao. Ông không nói à? Ra đây bố. Nghỉ đi các bác. Nghỉ đi đã bác nhá. Ra đây bố cho xem này. Cái phim này. Nhanh. Ra đây à bố. Đang giải lao tí. Mệt. Nóng lắm. Gần xong này các bác. Nhích tí nữa là ok. Ra đây, đi ra đây. Nào, hạ bố nào. Hạ nào. Đây. Khoanh tay, khoanh bố.
Nào. Em bé Nhật Bản. À bố, à bố nào. Rồi. Ui giời ơi. Bố qua đây. Ngoài cho bố đi. Thôi. Úi giời. Rồi bố đi. Tiếp đây. Để làm thế thôi. Cần cái để giữ như thế. Cái này đòn bảy nó không trôi. À đâu? Bảy luôn trực tiếp không. Cởi hết chậu lên. Dịch chân mà rơi thì không để ý là công tòi vỡ chậu các bạn. Chậu đấy. Chậu chơi đấy. Lên tí nữa. Định chơi trò rút củi đáy nồi nhưng mà thì dễ nó chùm ở chỗ kia. Hơi khó, chưa ra hết được chậu. Tí một đấy, tôi đã gọi kìa. Đi xuống đi kìa. Bác đi, bố anh cho đi. Dùng ngay thế nào.
Đây, các bác nhìn đây, lên đến đây rồi, chậu đây, đấy, tí nữa, ok rồi, để lo cái chậu kia kìa, sập xuống quá là nó vỡ, để cái chậu xi măng. Cảnh lên, cảnh lên, cảnh. Chậu nó không có, có đi mua cái cát nó không có. Này bỏ kéo đi nha, chậu này. Đúng qua. À đấy, tút ra rồi. Qua cái gì đấy? Không phải giữ cái gì cả. Nguyên dung để lại đây. Tút lên sập mất đi. Không. À đây, đây. Đây, đây. Đi kéo thế mà cũng có cái gì. Để cho vào đâu, cho vào đây đi. Bảy ngọn không có nó. Không phải giữ chậu, giữ chậu. Nó cởi cái xe đây. Bán nha. Bán nè. Hai nó cởi. Đây. Đây. Đấy mày đang cái mất công, mất công, mất công. Mới bỏ đang cái. Kéo phát cái sọt bố. Cái này đút vãi vào đấy. Ta lại cởi nhận cho đút nha. Hãy kéo ra. Ý là chỉ cần dù vang là rớt bác. Đây, chứ bắn sạch ra đây. Rồi tọt bố ra. Sáng thế. Rớt cho bạn nha. Mày lấy cái bắn này, bắn bên đây. Bắn vào trong. Anh hai rồi. Anh hai dự cái đâu lắm đấy, cho bác thảo bác cẩn cái cây lên để chỉ dù vang. Để bắn đang đây, bắn đứng lặng nha bác anh. Nhìn vướng. Bắn này chính. Ai, mất cả công phân mà một cọt vào đấy này đấy lại bắn đi đứng bên đây đứng hẳn đấy bắn mặt ra đây cái linh như thế này kìa. Linh ơi, mời ba này mới giữ một tay giữ. Rồi. Ơ, cái tụt xuống. Không, chạy tụt được. Cảnh lên, đi cảnh lên. Linh, cảnh lên, đỡ chạy vào cái linh. Kệ. Cố chậu ra, bố đi đây. Chậu ra rồi mình. Bố đi hẳn sang đây. Khoan nha, sao mình đi nhé. Đi, đi. Cảnh lên nó chạy xe. Chụt chụt đi. Khởi một cái cây không? Ủn cái cây cho nó phải trôi đất. Rồi, ta để đây yên tâm. Rồi, thả xe luôn, thả xe luôn. Nó cởi như thế. Thả xe cho nó trôi mất, đang dự nó được rồi, thả trong. Kéo luôn nó kia đi chị. Cẩu đầu ngay lên luôn. Đứa này không biết lái xe. À, đây lái xe lái bác An đi mình. À, lái bác An thôi. Chúng ăn. Cứ tưởng là gì đâu. Bỏ cây đi, bỏ cây. Cứ tưởng là cho nó lên xe chở đi đâu. Cứ tưởng là kêu như thế nào. Cái này bảo hai đứa nó không bị lấy xe. Đưa nhẹ rồi. Bỏ ra là ạch. Rồi. Hạ nhá. Chưa từ nhá. Cứ chỉ cần cảnh phút ra thôi. Cảnh cái gì nó bảo đúng không? Chứ ai bảo phải giữ cả người ở đây đâu. Đã lôi về xe này. Thôi, để đây. Không phải được thôi. Chưa giả đâu là hai đứa nó không bị lấy xe. Lấy đâu.
nè, xem ra dù nó đâu chứ lại để không thì nhấc đi đâu, bỏ luôn ra đi, bỏ những quả da tôn lên, tôn đất lên. Ôi bỏ chiêu ấy nè, cho đang đây mấy nơi là thành nút cái gì mà nào phải chi tiết thế như không? Một tính cái này cao hơn. Cho mẹ vào trong nghiêng lên được. Tọt cái bao. Thôi cứ để cái trong tôi lên thay. À, có cái kẻ nó gắn lên kìa. Bỏ cái này. May quá cái giai đoạn quyết định thì có thêm nhân lực nhưng mà rối quá. Không hiểu nhau mấy. Đây. Đây. Chỗ cũ rồi. Mới này tí tôn đất lên. Thiếu mấy cái tảng đá xanh đẹp đẹp. Tiếc quá. Rồi, hợp đấy, chậu này hợp với cái cây đấy. Thế chuyển sang rộng rãi. Bao nhiêu năm tháng ăn mỗi tí đất. Quê có ai chăm đâu bác. Tôi về làm tí này làm rồi. Không động cắt tỉa cây của ông, không động cắt tỉa. Tạm không nói về cái cây đẹp hay xấu nhé. Này quá trình chuyển cây thôi. Đó, để ra là lấy cái cây xanh đấy nha.